với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất cho ngày hôm nay. Lộ ảnh Ninh Dương Lan Ngọc âu yếm trai lạ giữa nơi đông người tại Đà Lạt. Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục lộ ảnh hẹn hò cùng bạn trai tin đồn Di Dân tại nơi đông người. Để lại thành công qua loạt vai diễn ấn tượng, thời gian gần đây Ninh Dương Lan Ngọc được truyền thông ưu ái với tên gọi Ngọc Nữ điện ảnh. Ở độ tuổi 30, Ninh Dương Lan Ngọc khiến nhiều người ghen tị nhờ nhan sắc ngọt ngào cùng khối tài sản kết xù. Tuy nhiên, sau chuyện tình ồn ào với Phan Ngọc Luân, Lan Ngọc ngày càng kín tiếng và giữ kẽ hơn. Dù nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với các nam thần showbiz như Lê Xuân Tiền, ST Sơn Thạch, Chi Dân, nhưng cô vẫn không thừa nhận, thậm chí còn làm hẳn MV tiền tỷ để chứng minh mình vẫn còn độc thân. Mới đây, mạng xã hội tiếp tục rần rần khi lan truyền bức ảnh Lan Ngọc xuất hiện của một chàng trai giấu mặt tại Đà Lạt. Trong trang phục giản dị, Ninh Dương Lan Ngọc thoải mái tựa người vào bạn trai, dẫu có khá nhiều người xung quanh. Một lần nữa, Chi Dân chính là cái tên được cư dân mạng khẳng định là người tình bí mật mà nữ diễn viên đang hẹn hò. Trước ánh mắt nhiều người, cặp đôi thoải mái tình tứ với nhau. Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân nhiều lần lộ khoảnh khắc bí mật hẹn hò như đi du lịch chung, mua sắm, xem phim tại các địa điểm nổi tiếng.